Không bỏ em một mặt. Mẹ tôi biết rồi. Xíu cũng về ăn cơm nước. Đợi con đợi nhà. Hậu yêu quá. Có định gió để có định gì vậy? Cái này mới vô bán kết chưa không? Mới quýnh trong bạn nữa đó. Xong bạn đây là tứ kết á. Vậy chắc tới 4 giờ chiều chưa xong quá. Này là thế bạn. À tiếp rồi, à, rồi tiếp còn 3 đội chứ cái vụ 3 đội mới khó đó. 3 đội chắc xe vòng. Giải lần này tới 20 triệu đó anh em, cố gắng giải anh em. Giải nhất 20 triệu. Không có vòng thứ vòng mà bán kết mà vòng tam kết. Tam kết rồi. Đây có 3 đội. Đó quá để quyết định được. Gió gió đi. Quay đi. Không con đâu quay đâu. Trận đấu sắp diễn ra tem thắng chia đều với tem đạt học sinh. Ông lô bắt dưới đội nào? Nhà dễ mà. Tại vì nhà đang 7 rồi còn gì nữa. Đang 7 hơi hẹp cho chủ nhà. Đang 5 rồi chú ơi. Rồi cái đội của thằng ta, thằng Tâm là đang quýnh đây ha. Đội nào nữa ta? Cái đội của thằng Cường hả? Đó, cái đội ông áo đỏ đó. Là thằng Cường. Ở đó đội đỏ là của thằng Cường đó. Giờ đó là đội Cường đúng rồi đó. Đội này là đội trực tiếp nha. Còn đi học không? Còn đi học không? Không ra trường rồi chú, anh đang đi làm. Chứ là học đại học rồi hả? Dạ. Học Hồng Giang hay gì? Con học cao đẳng Cần Thơ. Lúc năm ấy nữa, giờ đi làm kiếm tiền hết hết đam mê. Anh mời làm đây anh mời. Cắt đi lỗ đồ clip này cắt được cái top. Đánh như cái bàn lên. Chú này ngồi lại hang mát rồi hang. Mấy cái chú này ngồi sẽ hút quần. Nó to rồi chú ơi. Bên nãy giờ không dám ngồi. Khô gà. Sợ kiến á. Điểm 2 về 2 tầm cả tháng mấy hàng tháng rồi mà còn đó.
À vậy là còn đang là cái tem của Hùng Cường đấu với tem Hùng Đức. Quá hay em ơi, điểm ba đều. Lấy phốn gì gọi ha. Nãy giờ không quýnh nó vậy. Nó bỏ bỏ không có vậy. Nó ngược đó. Hắn giờ đi đi lên. Dưới đất rồi, gớt đất rồi. Cái không vui lỡ chỗ là khi đến chung kết không còn ai hết, mấy đội kia thua vậy vậy chưa? Ví dụ như bây giờ mà 8 đội là có cái 3 phần quà gì đó, giá nhiêu tiền đó, bốc thăm vậy ha, em đánh sao lại? Kết chỉ có 2 đội thôi chứ gì? Ước gọi là khó chịu lắm á. Thank you.
hôm trước nhắn tin hỏi người biết xe này cái đó không có rồi sao cái tem nó xù quá. Tâm mà nó phát bóng mà giặt lưới ba trái ăn như bò hổm là tao nó đổ cái bia liền. Tâm ơi. Tâm. Cái lẩu với kết bia. Cái lẩu kết bia kìa, ba trái giặt lưới. Thì bò hổm luôn là cái bia thiệt, bữa tính luôn mày uống cái gì tặng bia đó. Tặng
Ừ, một kết bia cái lẩu ăn lẩu gì tặng lẩu đó. Ừ, cái sách quánh viên sàn một thứ đó. Hai cái nữa là có liền đó, tao tao thiệt rồi. Mình ơi, liên tục vậy đó nha. Đó. Thì hai tiếng tục vậy mới được ba trái chứ. Trời ơi. Đó là ba trái liên tục luôn đó. Chứ không phải cắt chép đâu. Ba trái liên tục gì không đó. Giặt lưới ăn ba trái liên tục luôn. Đây nó bác khoai lang cho nên gọi nó cũng nó khoai lang. Đi chưa? Chú biết khoai lang đỏ. Biết. Đó rồi. Khoai lang quý chị Vĩnh Thanh quả đó không? Nó quay khoai lang. Hả? Chấm kính hả? Khoai lang trắng trắng không phải không? Không, đen thui. Xong muốn chuyện là cũng phải có một cái
Mua tua điện kéo tới chỗ rồi chứ không có kiểu này. Chấp nhận là cái gì? Đâu có sân cho đốc là hai set tướng lần đó, hai set tướng lần mới tướng điều, tướng xuôi thôi ha, tướng chân cái liền đó. Đốc lên đó rồi thẳng gan là đó lắm. Rồi theo cậu anh em là cái pha bóng đó là lên TikTok luôn. Bóng hay hoài, bóng dở liền. Set thứ hai tiếp tục tem thắng chỉ điều, thắng tem của Đạt Học Sinh và tem của Đạt Học Sinh bị lỗi chứ là lọc đá gấp gấp trong trường.